Rồi, xin chào tất cả anh em nhé. Chào anh em buổi tối ngày 11 tây tháng 12 anh em. Rồi tối nay em lên cho anh em là khoảng ba mươi mấy lô anh em, khoảng ba mấy lô máy cắt cỏ ha. Rồi phía trên là những cây máy ba lô anh em, những cây máy ba lô ha. Rồi máy ba lô thì là có nòng to anh em, nòng 36 ly nè, nòng 40 ly, rồi cơm su 26, cơm su 3400 anh em. Ở dưới này thì có là Echo 262 nè, G2K anh em, Makita 4 thì, Shindewa S26, Honda nữa anh em, Honda GS25 ha. Con này thì giá rẻ anh em, tại vì nó bị mất cái bù e ha, thì em bán giá rẻ cho anh em luôn, 1,7 triệu nha anh em. Rồi ở phía dưới là G2KC, rồi Echo 230, 235, Komatsu anh em. Rồi hôm nay thì em tiếp tục xả hàng cho anh em ha, xả hàng anh em những cái lô máy là giá rẻ sập sàn cho anh em luôn. Phía dưới là những cái lô máy em sẽ xả hàng anh em, xả hàng trong buổi tối hôm nay, xả hàng cuối năm anh em để dọn kho ha, chuẩn bị ăn Tết rồi anh em, cuối năm rồi. Rồi em vô cái lô đầu tiên, lô đầu tiên là lô số 0 anh em, số 0 ha. Hồi nãy ghi ghi lô xong rồi em mới thấy được cái cặp máy này, thì sẵn đây thì em giới thiệu cho anh em luôn đi em. Cái cặp này là số 0 anh em, cái này thì nó để là tem mát là Shindewa ha, nhưng mà thật sự ra cái đời máy này là đời máy của thằng Echo QX 262 anh em, 262 265 rồi nữa ha. Rồi cái cặp này thì em bán cho anh em là 1,3 triệu một cây anh em, hai cây là 2,6 triệu ha, tay ga bóp hệ luôn anh em, đây tay ga bóp hệ luôn ha, màu đỏ, nó đi kèm theo cái máy là màu vàng lông màu đỏ anh em. Cái đời này là đời Echo QX nha anh em, nó để tem mát là Shindewa ha, 26cc nòng 34 ly, đầu bò chén kẹp bao đầy đủ anh em. Rồi ga bóp là ga bóp hệ luôn anh em, ga bóp hệ, ga bóp xịn luôn nè. Rồi hai cây anh em, hai cây là 2,6 triệu, lô số 0 1,3 triệu một cây, nòng 34 ly. Rồi lô số 1 anh em, số 1 là con cơm mít su ha, cơm mít su này là cơm mít su 26 anh em, cơm cánh bướm, con số 1 1,3 triệu anh em, đầy đủ bộ cần lắp dây ha, 1,3 triệu. Con số 2 là con cơm mít su, con này là cơm mít su 26 anh em, nòng 34 ly ha, mặt giật trợ lực luôn. Tôm là tôm gầy anh em, con số 1 là 1,3 triệu, con số 2 là con này là con cơm mít su 2002 anh em, nòng 32 ly ha. Rồi con số 2 là 800.000 anh em, 800.000 cơm mít su 22, 800.000. Con số 3 là con cơm mít su 26, cơm mít su 26 anh em, nòng 34 ly ha. Con số 3 này là 1,1 triệu anh em, con này là cơm mít su 26 ha, nòng 34 ly. Con này thì nó xài cái bình xăng là bình xăng phao anh em, bình xăng cháy nổi ha. Rồi nó còn cái bình xăng trên nữa nha anh em, còn bình xăng trên nữa ha. Rồi tum của nó là tum gời anh em, tum gời bố cung nhỏ. Rồi con số 3, con này 1 triệu anh em, 1 triệu ha. Rồi con số 4 là con Echo 260 anh em, Echo 260, con này là 1,1 triệu, Echo 260 anh em. Con số 10, con số 4 này là 1,1 triệu anh em. Rồi tiếp theo là con số 5, con số 5 thì là con này là cái đầu máy không anh em, nó không có cái cần ha, nó cần của nó là xài cần câu. Con này là con cơm 43 anh em, cơm 43 ha, nòng 40 ly anh em, nòng 40 ly. Con số 5 này là 2,1 triệu ha, con này thì có cái đầu máy không à, tum lớn bố cung lớn luôn anh em. Rồi con số 5 2,1 triệu. Con số 6, số 6 này là con cơm Mitsu 3400 anh em, con số 6 là con cơm Mitsu 3400 ha, nòng 36 ly. Con này thì nó còn thiếu cái bình xăng trên nữa ha. Rồi cái này thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ anh em, con máy này thì nó sẽ có đầy đủ cần lắp dây luôn anh em, cần lắp dây đầy đủ luôn ha. Rồi tum của nó là tum liền anh em, tum liền. Con số 6 này là 1,6 triệu anh em, 1,6 triệu ha, cơm Mitsu 3400 nòng 36 ly. Con số 7 là con kêu ghét anh em, kêu ghét đời mới nè, con này 1,1 triệu, số 7 1,1 triệu anh em, nòng 34 ly. Con này là 2630, 2630 anh em. Con số 8, con số 8 là con này là con Magu. Con Magu này là Magu 26cc nòng 34 ly anh em. Con này thì là tum gời luôn ha, mặt trực trợ lực.
Con số 8 này là nó để tem mát là Kubota anh em, Kubota ha. Rồi con số 8 1,1 triệu. Con số 8 1,1 triệu anh em. Kubota nòng 34 ly. Rồi con số 9 là con Honda anh em. Con Honda này là Honda GX25 ha. Con này thì nó thiếu cái mất cái nắp nghe. Còn cái bình nắp xăng thì em sẽ có, em để vô anh vô anh em. Rồi con này con Honda ha. Honda GX25. Rồi Honda GX25 anh em, mất cái nắp nghe. Nắp xăng thì để vô cho anh em đầy đủ. Con này bán cho anh em 1,7 triệu anh em, 1,7 triệu ha. Dây giật rồi còn trắng tinh nè, bao đẹp. Tum là tum gời anh em, tum gời luôn. Rồi con số 9 này là 1,7 triệu, đầu bò trắng kẹp bao đủ luôn anh em, bao đầy đủ. Tay lái dài luôn ha, tay lái dài luôn. Rồi 1,7 triệu. Lô số 10. Số 10 là con này là con Singu anh em. Singu ha. Con số 10 là nòng 34 ly. Con này Singu, mặt giật là mặt giật trợ lực luôn anh em. Mặt giật là mặt giật trợ lực luôn nè, nòng 34 ly. Tum là tum gời anh em. Con số 10 1 triệu. Con số 10 1 triệu. Rồi đầu bò trắng kẹp đầy đủ luôn anh em, đầy đủ đầu bò trắng kẹp. Con số 10 1 triệu. Con số 11 là con Echo Kiwis anh em. Echo Kiwis 3000 anh em, nòng 36 ly. Con số 11 này là 1,7 triệu ha. Echo Kiwis 3000 nòng 36 ly, 1,7 triệu. Tay lái là tay lái dài anh em, tay lái dài luôn. Đầu bò trắng kẹp bao đầy đủ anh em, bao đầy đủ luôn ha. Rồi tiếp theo là con số 12. Số 12 là con cơm Matsu anh em, cơm Matsu 305. Tum là tum gời luôn anh em, nòng 38 ly ha. Con số 12 này là tay lái, là tay lái dài. Đầu bò trắng kẹp bao đầy đủ anh em. Rồi con số 12 này là 1,5 triệu anh em, 1,5 triệu ha, cơm Matsu 305 nòng 38 ly anh em, nòng 38 ly, mặt giật là mặt giật trợ lực luôn. Rồi tiếp theo là lô số 13 anh em. 13 là con Tanaka 3400 ha. Rồi con này Tanaka 3400 anh em, nòng 36 ly, con số 13 1,3 triệu. Tay lái dài luôn anh em. Hơi lửa còn lành, chế là chế quanh gồ ra ngang anh em. Rồi tay lái dài, đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn. Lô số 13 con này 1,3 triệu. Lô số 14 là Echo Kiwis 231 anh em. 231 ha, chế của nó là xài chế ra ngang quanh gồ luôn anh em. Ra ngang quanh gồ hai kim. Rồi lô này là lô số 14 anh em, Echo Kiwis. Echo Kiwis 231. 3 cây là 3 triệu anh em, 1 triệu một cây. Echo Kiwis 231 nòng 32 ly, chế quanh gồ ra ngang. Tay lái của lô này là hai tay lái tròn, một cái tay lái dài. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn anh em, đầy đủ. Lô số 14, 3 cây 3 triệu, 1 triệu một cây. 3 cây 3 triệu anh em, 1 triệu một cây. Lô số 15 là lô này là lô Sindewa anh em. Sindewa S26 ha. Rồi lô này thì hôm nay em xả hàng cho anh em giá rẻ anh em, giá rẻ ha. 1,350 triệu một cây anh em. Thường thường bán là 1,5 triệu một cây anh em. Hôm nay bán giá xả cho anh em. Rồi Sindewa S26 nòng 34 ly, bao hơi, bao lửa, bao đủ đồ. Tay lái của nó là tay lái dài luôn anh em. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ ha. 1,350 triệu một cây, 2 cây là 2,7 triệu anh em. Sindewa S26 nòng 34 ly. Lô số 16 là hai con Sindewa đời mới nè. Hai con Sindewa đời mới ha, 1027 nè, 1027. Rồi hai con này là tay lái cũng là tay lái tròn nè, tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ luôn. Lô số 16, hai cây là 2,6 triệu, 1,3 triệu một cây anh em. Hai con Sindewa đời mới. Lô số 17 là lô Makita 4 thì. Makita 4 thì anh em. Rồi lô này là 2 cây là 2,5 triệu anh em, 1,250 triệu một cây ha. 1,250 triệu một cây. Rồi 2 cây là 2,5 triệu, lô số 17. Tay lái của lô này là một dài một tròn anh em, một dài một tròn ha. Makita 4 thì. Rồi đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ anh em, bao đầy đủ luôn. Lô số 17, 2 cây 2,5 triệu, 1,250 triệu một cây. Lô số 18 là G2KC anh em. Lô số 18 là Komatsu G2KC. Ủa lô G2K chứ lộn. Lô số 18 anh em, Komatsu G2K. Lô này là G2K anh em, nòng 34 ly, 26cc ha, tum của nó là tum gời hết luôn, tum gời hết luôn. Tay lái là hai tay lái dài, một cái tay lái tròn anh em. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 18, Komatsu G2K, 3 cây, 3,450 triệu anh em. 1,150 triệu một cây ha. Lô số 19 là lô Kiwis anh em. Kiwis 262 nòng 34 ly anh em.
nồng 34 ly QX 262. Tay lái là tay lái ga bóp hệ anh em, ga bóp hệ ha. Hai cái ga bóp hệ luôn anh em, còn cái kia là cái tay lái dài. Rồi giờ đầu bò chén kẹp thì lúc nào cũng bao đầy đủ anh em, hơi lửa ngon lành ha. Hơi lửa ngon lành luôn. Lô số 19 anh em, 3 cây 3,6 triệu, 1,2 triệu một cây ha, 1,2 triệu một cây. Echo 262 anh em. Nồng 34 ly. Vô 262. Mặt giật là mặt giật trợ lực anh em, trợ lực nhỏ, trợ lực lớn lớn luôn ha. G2K 1,150 một cây. Makita 4 thì 1,250 anh em. Shindewa thì mới 1,3 triệu. Shindewa S26 nồng 34 ly, giá xả 1,350 ha. Còn đây là Echo anh em. Echo QX ha, 231 1,000 cây. Tanaka Komatsu 38 ly anh em. Tanaka 3,4 36 ly ha. Rồi tiếp theo là lô số 20. Lô số 20 là lô này là lô Gobin anh em. Gobin này là Gobin hộp ha. Lô này thì nồng 32 34 ly nữa anh em. Nồng 32 34 ly. Rồi lô này 5 cây anh em, 5 cây mà trong đó là hết 1 2 3, 3 con là nồng 34 anh em. 3 con nồng 34 ha, 2 con là nồng 32. Rồi lô này 5 cây 650 ngàn cây anh em, 5 cây 3,250. 3 con nồng 34 và 2 con nồng 32 ha. Rồi ta lái là ta lái dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ anh em, bao đầy đủ luôn. Lô số 20 anh em. 5 cây 3,250, 650 ngàn cây. 3 con nồng 34, 2 con nồng 32. Gobin hợp. Lô số 21 là G2KC anh em. Cơm Matsu G2KC. Rồi lô này thì 6 cây anh em, 6 cây ha. Tay lái của lô này là có hai cái tay lái tròn, còn lại là tay lái dài. Đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ anh em, bao đầy đủ luôn. Lô số 21, 6 cây là 3,9 triệu, 650 ngàn cây anh em. Genoa Cơm Matsu nồng 32 ly. Rồi 650 ngàn cây, 6 cây 3,9 triệu. Lô số 22 là lô này lô Echo 230 235 anh em. 230 235. Tay lái của lô này là hai cái tay lái tròn, ba cái tay lái dài ha. Rồi lô này thì 850 ngàn cây anh em. 850 ngàn cây ha, 5 cây là 4,250. Echo 230 235 anh em, lô này 5 cây. Rồi đầu bò chén kẹp bao đầy đủ luôn ha, bao đầy đủ. Lô số 22 anh em, 5 cây 4,250. Lô số 23 là lô Echo 235. Tiếp tục anh em, lô này 6 cây ha, 6 cây, lô này 900 ngàn cây anh em. 6 cây là 5,4 triệu. Echo 230 235 ha. Rồi lô này thì tay lái thì em thấy là 1 2 3 4. Lô này tay lái tròn nhiều anh em, có một cái tay lái dài ha. Rồi lô này thì em sẽ tặng cho anh em tay lái dài mới ha, tại vì máy này về nó không có tay lái dài anh em. Rồi tặng cho anh em tay lái dài mới luôn. Lô này 900 ngàn cây anh em, 6 cây 5,4 triệu ha. Echo 230 235. Rồi đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ anh em, bao đầy đủ luôn. Lô số 23. Lô này số 23 anh em, 900 ngàn cây ha. Lô số 22 thì 850 ngàn. Cơm Matsu G2KC 650 ngàn. Gobin hộp anh em, Gobin hộp ha. Lô này 650 ngàn luôn. Tiếp theo là lô số 24. Lô số 24 là lô cơm anh em. Cơm Matsu 22 ha, cơm Matsu 22. Rồi tay lái của lô này là 4 cái tay tròn. Rồi lô này em tặng cho anh em tay lái dài mới luôn ha. 900 ngàn cây, 6 cây 5,4 triệu anh em. Lô số 24 cơm Matsu 22 900 ngàn cây. Rồi tem mát thì đầy đủ anh em, đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn. Lô số 24 6 cây 5,4 triệu. Lô số 25 là Magu anh em. Magu này là Magu 20 ha, Magu 20 màu đỏ. Lô này tay lái của nó là tay lái dài luôn anh em. Đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ ha. Lô số 25 3 cây 2,1 triệu, 700 ngàn cây anh em, 700 ngàn cây. Magu 20. Rồi lô số 26 là lô Echo 253 anh em, lô này thì em bán rồi ha. Em bán rồi anh em cho nên em lướt qua. Rồi tiếp theo là lô số 27. Lô số 27 là lô này là lô Echo. Echo 230 anh em, Echo 230 chế hệ Wango 2 kim ha. Lô này thì nồng 32 ly, 1 triệu một cây anh em. 6 cây là 6 triệu ha. Echo QX 230 chế hệ Wango 2 kim. Lô này 1 triệu một cây. Tay lái là tay lái dài luôn anh em. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ ha.
Lô số 27, 6 cây là 6 triệu, 1 triệu 1 cây. Lô số 27. Rồi lô này thì nó xài chế là chế quanh gồ hai kim hết nha anh em, 1 triệu 1 cây. Lô số 27. Lô này thì lô số 25, Magu 20 anh em, 700.000 cây. Cơm Mitsu 2002 GUB màu vàng nè, lô này 900.000 cây ha. Rồi tiếp theo là lô số 28. Lô số 28 là Magu anh em. Rồi hôm nay em xả hàng lô này ha. Xả hàng giảm giá lô này 850.000 cây anh em. Magu 23 tôm gời 850.000 cây, 4 cây 3 triệu 4 ha. Lô số 28. Tay lái thì là ba tay lái tròn, một ba tay lái dài, một tay lái tròn. Đầu bò trắng kẹp bao đầy đủ anh em. Lô số 28 ha, 4 cây 3 triệu 4, 850.000 cây. Lô số 29 là Echo 242 anh em, nòng 34 ly. Tay ga bóp hệ luôn anh em, tay ga bóp hệ luôn ha, hai tay tròn, hai tay dài. Echo QX 242 nòng 34 ly anh em. Lô này 800.000 cây ha, 4 cây 3 triệu 2. 4 cây 3 triệu 2. Rồi tiếp tục xả hàng cho anh em lô này anh em, Gobin Bugi đứng nè, xả hàng luôn. Rồi lô này thì là Gobin Bugi đứng anh em, chế hệ là chế hệ ra ngang quanh gồ luôn ha. Rồi lô này thì tay lái dài anh em, có một cái tay lái tròn, 550.000 cây ha, 6 cây 3 triệu 3. 6 cây 3 triệu 3 anh em. Lô này thì anh em nào mình dọn là không không phải cần lên chế anh em, tại vì nó xài chế là chế ra ngang quanh bờ gồ luôn ha. Rồi lô số 30. 6 cây 3 triệu 3. Đầu bò trắng kẹp bao đầy đủ anh em, 550.000 cây ha. 550.000 cây. Rồi tiếp theo là lô số 31 anh em. Lô số 31 là lô này là lô Makita ha. Makita hộp anh em. Lô này thì nó là nòng 32 ly anh em, nòng 32 ly ha. 5 con đều là nòng 32 ly. Rồi tay lái của lô này là tay lái dài hết nha anh em. Lô này đẹp ha. 5 con nòng 32 ly anh em, 550.000 một cây. 550.000 một cây anh em. Tay lái của nó là tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ anh em. Lô số 31 ha. Lô số 31 550.000 cây. 5 cây anh em. Makita hộp nòng 32 ly. Lô này là Gobin anh em, Gobin Bugi đứng ha. Lô này 550.000 cây. Rồi tiếp theo là lô số 32. Lô số 32 anh em. Lô số 32 là lô Echo 240 ha, mặt giật trợ lực anh em, nòng 34 ly. Rồi lô này thì hôm nay tiếp tục xả hàng anh em, xả hàng cái lô này ha. Lô này là Echo 240 anh em, nòng 34 ly, mặt giật là mặt giật trợ lực. Tay lái của lô này thì ba cái tay lái tròn anh em, ba cái tay lái tròn ha, một cái tay lái dài. Rồi xả hàng anh em, 750.000 cây ha, 4 cây 3 triệu. Echo 240 anh em, mặt giật là mặt giật trợ lực lớn luôn nè. Mặt giật này là trợ lực lớn anh em. Trợ lực lớn. Rồi nòng là nòng 34 ly anh em. Tay lái của lô này là ba tay lái tròn, một cái tay lái dài. Rồi đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ anh em, bao đầy đủ ha. Lô số 32 anh em, 4 cây 3 triệu, 750.000 cây. Lô số 33 là lô Echo 265 anh em, Echo 265G ha. Rồi lô này là Echo QX đời mới anh em, nòng 34 ly. Tay lái của nó là tay lái dài luôn ha. Rồi 3 cây anh em, 3 triệu 6, 1 triệu 2 một cây. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ anh em, thiếu cái đầu bò thì lắp cho anh em đầy đủ ha. Rồi Echo QX 2655G anh em, nòng 34 ly. Lô số 33, 3 cây 3 triệu 6, 1 triệu 2 một cây anh em. 1 triệu 2 một cây ha. Rồi Echo QX 1 triệu 2 cây. Lô số 34 là lô Magu anh em. Magu này là Magu 26cc ha, nòng 34 ly. Rồi lô này thì bao cho anh em là đầy đủ đồ anh em. Tay lái của lô này có một cái tay lái tròn ha. Rồi đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn cho anh em, hơi lửa ngon lành nha anh em. Lô số 34, 5 cây 5 triệu, 1 triệu 1 cây. Magu 26, 1 triệu 1 cây anh em, nòng 34 ly. Lô số 35 là lô Tanaka anh em. Tanaka này là Tanaka chữ A ha. Tanaka chữ A anh em, lô này bao đẹp luôn, cực kỳ đẹp anh em. Tanaka chữ A. Lô này tổng cộng 6 cây anh em, có một cái tay lái tròn, có một cái tay lái tròn ha. Hai cái tay lái tròn luôn anh em, hai tay lái tròn. Rồi lô này thì 600.000 cây anh em, 6 cây là 3 triệu 6 ha. Tanaka chữ A anh em, lô này cực kỳ đẹp luôn.
Rồi đầu bò trứng kịp dao bao đầy đủ anh em, bao đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 35, 6 cây 3 triệu 6. Rồi anh em nào chốt máy thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946 626 585 anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.